Chào mừng anh chị. Đây là một video hướng dẫn về cách chúng ta sẽ tạo fanpage trên Facebook. Như anh chị đã biết, rất là nhiều người đang có fanpage rồi và rất là nhiều người đang sở hữu nó. Nhưng mà để bắt đầu thì chúng ta sẽ tạo một cái mới để chúng ta test nó, đúng không ạ? Thì bây giờ bước đầu tiên chúng ta sẽ vào đây để nhìn theo trần toàn bấm. Nhấn vào tạo trang. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn doanh nghiệp địa phương hoặc địa điểm. Ở đây thì nó sẽ có nhiều chuyên mục nhất. Ở đây thì anh chị, cái phần chuyên mục anh chị chọn cái phần mà anh chị thấy đúng với anh chị nhất. Ví dụ toàn chọn là bất động sản. Tên doanh nghiệp thì có thể tên cái fanpage của anh chị. Nhà cho thuê chẳng hạn vậy. Địa chỉ đường Ngọc Cái. Bên dưới là chọn Hà Nội. Mã zip của Hà Nội là 100.000 anh chị. Số điện thoại của anh chị điền vào 1666886886. Hoặc anh chị bất kỳ anh điền chị số điện thoại nào cũng được. Rồi test. Thì ở đây cái phần thêm ảnh thì anh chị thêm những ảnh vào. Cái phần này thì chắc là Trần Toàn sẽ không cần phải chia sẻ nữa. Anh chị sẽ biết cách rồi. Thì như vậy chỉ còn vài bước click như vậy thì anh chị đã có một cái fanpage mà nó được nó cũng khá là gần như đầy đủ. Anh chị có tên fanpage này, có bản đồ này, có địa chỉ này, có số điện thoại này. Mọi người có thể thêm một số thứ vào trong này nữa. Thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt fanpage. Thì ở đây Toàn sẽ nói qua một số thứ về cài đặt fanpage. Thì ở đây thì anh chị có thể là vào nối tắt thì đưa nó vào cái phần. Anh chị nếu mà fanpage này anh chị hay xem thì đưa vào cái phần view chung này. Thì mọi thứ anh chị khi anh chị vào xem nó dễ. Chế độ hiển thị trang, bài viết của khách để anh chị có thể chỉnh sửa. Nhưng mà thường thì nó đã mặc định, đã chuẩn rồi. Chúng ta sẽ không cần phải can thiệp nó nhiều. Thì ở đây cái phần chỉnh sửa trang. Mẫu của chúng ta đang có thể chọn dịch vụ. Ở đây thì chúng ta sẽ thêm một cái tab. Nếu mà có tab cửa hàng rồi thì chúng ta không cần thêm. Thế nếu chưa có tab cửa hàng thì anh chị nhấn vào đây và thêm vào cửa hàng. Như đây nó có cửa hàng rồi, chúng ta thêm nữa. Chúng ta nhấn vào thêm hết được, không sao cả. Đó. Anh chị nên thêm cái tab của tab cửa hàng rồi. Tab cửa hàng. Để chúng ta sẽ làm một fanpage về bán hàng hoặc fanpage tư vấn. Thì có tab đấy nó sẽ rất là tuyệt vời. Tiếp theo nữa. Thì chúng ta sẽ toàn sẽ nói qua về cái fanpage này. Đó là cái vai trò trên trang. Một số anh chị chưa có fanpage. Thì vai trò trên trang này anh chị có thể add thêm một số người nữa vào đây để cùng điều hành cái trang của anh chị. Bình thường profile cá nhân của anh chị thì không thể chia sẻ mật khẩu. Nhưng đây nếu anh chị add thêm một người nữa vào thì họ có quyền viết bài, quyền chia sẻ bài hoặc quyền thiết lập cái fanpage của anh chị. Anh chị có thể thêm một hai người vào đây. Và cái này thì Toàn sẽ nói sâu vào trong phần chiến lược của bài học. Hôm nay Toàn sẽ hướng dẫn qua phần này thôi. Sau đó khi mà chúng ta cài đặt xong rồi thì chúng ta sẽ ra trang. Thì việc đầu tiên là anh chị sẽ đăng một số phần chỉnh sửa thêm một cái phần hình ảnh lên. Tải ảnh lên hoặc chụp ảnh. Tải ảnh lên. Vì do máy này chưa có ảnh nên này Toàn sửa. Nếu anh chị mà bấm vào mà nó cứ quay quay này, có nghĩa là mạng đang chậm anh chị nhá. Thì anh chị đã thêm được cái phần hình ảnh này. Và ở phần nút này thì thay chúng ta sẽ thay đổi cái nút gọi ngay này bằng cái nút tin nhắn. Vì sao thay đổi thì vào trong thì toàn sẽ nó sâu hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào để thay đổi. Anh chị rất là nhiều anh chị sẽ bấm vào đây và không thay đổi được, không biết như nào. Bây giờ anh chị nhấn quay lại thì chúng ta sẽ phần vào tin liên hệ và gửi tin nhắn và thêm nút. Như vậy thì anh chị đã bắt đầu được thêm nhắn vào đây rồi. Và nữa, cái việc của anh chị tiếp theo đó là đăng hai bài viết ở trên này.
ăn một bài, không cần hai bài, một bài thôi. Ví dụ như cái bài này, sẽ đăng được. Để chúng ta có fanpage có bài, để nó thực hành nó dễ hơn. Như vậy anh chị cũng tìm cách thêm cái vào trong cửa hàng để chúng ta đăng một số thứ. Bây giờ anh chị vào cửa hàng này và nếu là tôi đồng ý này, tiếp tục nhắn tin mua nhé. Anh chị chọn cái phần nhắn tin mua này. Tiếp tục cộng đồng Việt Nam đánh lưu rồi. Bây giờ anh chị thêm sản phẩm, anh dựa thêm sản phẩm này tên là cho thuê căn hộ cầu giấy rồi ạ, giá là 8 triệu. Ok. Anh chị có thể thêm một sản phẩm nữa. Anh chị nhớ làm những phần này thì để vào phần hôm tới này vào lớp chuyên sâu thì Toàn sẽ đưa chiến lược và cách làm thì nó sẽ rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ làm những phần này. Bây giờ cho thuê căn hộ. Cái này 20 triệu tháng. Ví dụ vậy là anh chị đang có hai sản phẩm trên này. Bây giờ vào phần trang chủ thì anh chị có thể đăng thêm một bài viết nữa. Toàn đăng thêm một bài viết, ví dụ bài này. Ở đây Toàn tăng và bên dưới này thì anh chị nhìn lại Toàn sẽ áp thêm hai cái sản phẩm mà Toàn vừa áp vào, cho thuê biệt thự, cho thuê căn hộ và Toàn sẽ đăng. Ví dụ vậy thì Toàn đã đăng được hai bài. Đây là hướng dẫn để tạo một cái fanpage. Anh chị cứ ta làm theo các bước này thì chúng ta sẽ quen. Và đến hôm nay thì khi mà vào lớp học thì anh chị sẽ không phải mất thật nhiều thời gian để làm này nữa. Anh chị nhớ thực hành nhé. Đây là bài thực hành đầu tiên, bài thực hành tạo fanpage. Cảm ơn anh chị đã quan tâm. Thì một lát nữa ta sẽ đi vào cái bài tập
đó là bài tạo chatbot.